Và một nhân vật, một diễn viên cũng đã tham gia vào rất là nhiều những bộ phim, đó là diễn viên Cao Thái Hà. Và Hằng muốn được hỏi chị Cao Thái Hà, đó là chị đã tham gia vào rất nhiều những bộ phim truyền hình. Vậy thì có thể coi rằng chị Hà là một trong những người có kinh nghiệm nhất trong dàn diễn viên của Hậu Duệ Mặt Trời Việt Nam. Vậy thì chị Hà có thấy rằng có một cái điều gì khác biệt khi mà chị tham gia bộ phim Hậu Duệ Mặt Trời Việt Nam so với những bộ phim trước đây mà chị đã đóng hay không ạ? Em xin cảm ơn câu hỏi của chị. Cao Thái Hà xin gửi lời chào với tất cả mọi người ở đây. Thật ra thì đúng là Hà tham gia rất là nhiều phim truyền hình rồi, nhưng mà có thể nói Hậu Duệ Mặt Trời đúng là một cái bước ngoặt lớn trong cái sự nghiệp diễn xuất của Hà, cũng là một cái cột mốc mà có lẽ là trong cái quá trình hoạt động nghệ thuật của Hà sẽ không bao giờ quên. Cũng nhân dịp này thì Hà thật sự là gửi một cái lời cảm ơn rất là trân trọng tới Trần Vũ Lộc, là cái người mà đã trao cho Hà cái cơ hội lớn lần này. Thật ra thì mọi người cũng biết là cái tuy là Hà tham gia nhiều nhưng mà Hà chưa có một bộ phim nào mà để lại ấn tượng với quý vị khán giả nhiều tới như vậy, được sự quan tâm của các chị báo chí cũng như là khán giả. Thật sự là Hà rất cảm ơn cái cơ hội lần này mà anh Lộc đã tin tưởng và trao cho Hà. Cảm ơn công ty BHD đã cho Hà cơ hội lần này. Và Hà nghĩ rằng là những cái gì mà Hà cố gắng thì trong quá trình làm phim thì đã khiến anh Lộc hài lòng. Thật sự là Hà đã cố gắng hết sức và Hà rất mong là khán giả và cũng như mọi người sẽ đón nhận cái bộ phim với công sức của ekip và đoàn phim. Cảm ơn Hà, và chắc chắn rồi sau bộ phim Hậu Duệ Mặt Trời Việt Nam thì khán giả xem truyền hình sẽ còn ủng hộ những tác phẩm tiếp theo của chị trên con đường nghệ thuật. Và một cặp đôi cũng nhận được nhiều sự quan tâm và yêu mến của quý vị khán giả trong bộ phim Hậu Duệ Mặt Trời Việt Nam, đó là cặp đôi y tá Mai và bác sĩ Hải. Và lúc này thì bác sĩ Hải đang ngồi cạnh Thu Hoàng ạ. Và mọi người đang rất là muốn hỏi anh, đó là vai diễn của anh chị trong phim nhận được nhiều sự yêu mến của quý vị khán giả, đó là một cặp đôi vô cùng tình cảm. Vậy thì sau khi hoàn thành bộ phim thì anh chị đã nhận được thêm lời mời nào về diễn xuất, cũng như là khi mà diễn xuất chúng ta phải đi có cặp với nhau chứ không chỉ mời một mình anh không ạ? Cảm ơn câu hỏi của Hằng. Dương ơi, Hằng hỏi cả hai em đại diện trả lời gì mà anh đang nói chuyện với vợ anh em chưa? Anh nói chuyện với vợ anh là mình mới quay cảnh đám cưới tối qua mà nói kỳ vậy. Hằng hỏi là sau khi Hậu Duệ Mặt Trời anh với em có được mời đóng chung vai nào nữa không kìa? Thật sự là trước phim Hậu Duệ Mặt Trời thì quên, mình chưa gửi lời chào. Anh ơi, chưa gửi lời chào. Dạ, thì Dương xin và anh Tưởng xin gửi lời chào đến tất cả các quý vị khán giả, các quý vị báo chí, nhà tài trợ và công ty BHD, cũng như nói chung là tất cả mọi người đã có mặt tại đây. Cái câu hỏi của bạn Hà Hằng hả? Là sau khi phim Hậu Duệ Mặt Trời chiếu xong thì em với anh có được đóng tiếp với nhau hay không, đúng không? Thì thật sự là trước phim thì Dương với anh Tưởng cũng đã được diễn chung với nhau cũng khá nhiều phim rồi, và cũng diễn sitcom với nhau hay là những vở kịch trên sân khấu. Nhưng mà hai anh em chưa bao giờ đóng cặp một cách tình tứ, mùi mẫn và có những cái phối hợp ăn ý cũng như là những cái tình cảm nó tinh khôi như thế này trong cái bộ phim Hậu Duệ Mặt Trời. Và sau khi mà đóng xong Hậu Duệ Mặt Trời mới hiểu rằng là hóa ra hai anh em ngoài tình anh em ra có thể xuất hiện những cái cảm xúc khác lạ như vậy sao? Đó là điều em trăn trở. Cái cảm xúc khác lạ đó, em có thể cái định nghĩa cảm xúc khác lạ? Đó là những lúc khi mà em mắc cỡ với anh đó, và những cái ánh mắt khi anh nhìn em và cái nụ cười mà anh dành cho em không biết đó là anh dành cho em là Thùy Dương ở ngoài đời hay là đối với y tá Mai, và những cái phản ứng mắc cỡ mà em dành lại cho anh đó là phản ứng của Thùy Dương. Là phản ứng của Thùy Dương đó anh. Nhưng mà khi em phản ứng bằng phản ứng của Thùy Dương thì em lại thấy anh càng ra được cái chất của bác sĩ Hải. Em mới có một dấu hỏi, vậy hóa ra là có, cái luồng điện đó là anh gì? Anh trả lời luôn có.
là anh không cho em hỏi luôn có hỏi. Có thôi cho có em muốn hỏi luôn, em muốn hỏi cái gì là anh trả lời có luôn. Anh biết em đang hỏi cái gì mà anh trả lời có. Anh nhìn vô mắt em. Em tính hỏi là ở ngoài đời anh tưởng có cảm xúc gì thì như hay không đúng không? Anh trả lời luôn. Anh trả lời. Anh trả lời rồi, đừng hỏi nữa. Cảm ơn anh, đây là câu hỏi mà em đã mang trong mình. Năm nay là 2018, em vào trường là lúc 2003. 15 năm 15 năm Thùy Dương và anh Tưởng biết nhau khi anh ấy còn là một đàn anh trong trường, và Dương nhìn vào anh và Dương noi gương anh, bởi vì anh là một người đàn anh làm việc học tập rất chăm chỉ tận tụy, và Dương đã noi gương anh. Lúc đó anh là người để chỉ Dương và những cái cách diễn thế này thế kia, và Dương rất là hâm mộ anh vào cái thời điểm đó của một bé sinh viên năm nhất hâm mộ người một người đàn anh năm cuối. Và trong suốt gần ấy năm thì thực sự mình có một cái tình cảm rất là gọi là một cái sự nể phục hay cảm phục gì đó đối với anh Tưởng. Mình có một cái cảm xúc như vậy, và khi mà đóng phim Hội Giờ Mặt Trời mình đã đưa cái cảm xúc đó vào nhân vật Y tá Mai, bởi vì không biết vô tình hay cố ý mà nhân vật Y tá Mai lại cũng gắn bó với bác sĩ Hải từ năm 15 tuổi cho tới năm 30 tuổi là được anh ấy cầu hôn. Thành ra là cái việc nhập vai nó khá là trôi chảy đối với mình. Thành ra anh nghĩ thời gian còn dài, nhưng mà dành cho cặp đôi anh như vậy là đủ rồi, em đừng có hỏi gì nữa. Đừng hỏi nữa, tại vì hỏi nữa là sẽ đốt nhà. Tại vì anh Tưởng là đã có gia đình rồi. Và như đối với anh bây giờ là nếu mà xong phim thì đó là một người đàn anh đáng kính. Anh đâu có nói gì nữa đâu, bản thân em quá gì Dương. Em đủ thông minh để hiểu ánh mắt của anh. Em cũng nhìn được mắt anh luôn hả? Hàng ngày em có thể hỏi người hả? Có thể thấy rằng là cặp đôi Y tá Mai và bác sĩ Hải không chỉ dễ thương ở trong bộ phim Hậu Giờ Mặt Trời Việt Nam mà còn rất là dễ thương khi mà tham dự buổi họp báo ngày hôm nay của chúng ta và quý vị khán giả. Và xin quý vị hãy dành một tràng pháo tay để cảm ơn cho cái lời phát biểu vô cùng là dễ thương tới từ bác sĩ Hải và Y tá Mai do diễn viên Thùy Dương và diễn viên Hoàng Tử của anh.